Đấy, các bác phấn khởi chưa? Có cái em nó về trả cho bác rồi nhá. Bác cứ đợi đi. Đây là những chiếc máy máy tính. Tất cả trong một, nó gọi là hàng all one ấy, có nghĩa là ngày trước các bác dùng thì bác phải có một cái màn ấy, một cái cây máy tính bên cạnh. Nhưng bây giờ tất cả dòng máy tính bãi này họ tích hợp hết ở trong này rồi. Chỉ cần như này là dùng luôn, nó khởi động là chạy thôi. Đấy. Đây gọi là hàng all one máy tính tất cả trong một. Con này có cấu hình RAM 8GB. RAM 8GB ạ. Chip chip Core i5. Chip Core i5 đầu 6 6500. Màn hình 21.5 inch, màn hình quá là to rồi. Tất cả những dòng màn hình bãi này là các bác làm văn phòng hay làm công việc hoặc cho các cháu học đảm bảo luôn là không hại mắt, không bị chói lóa. Đấy, em chỉ nói như vậy thôi, các bác phải biết tất cả những dòng này con nào cũng như con nào. Mức giá thì em Tuấn đã báo rồi và em Tuấn đã giao cho các bác khá nhiều ngày nay rồi, mức giá vẫn như cũ 5.900.000, 5.900.000 bác nhé. Đấy, 5.900.000. Cấu hình em đọc cho bác nhé, 5.900.000. Con này thì báo cáo các bác là ổ cứng là SSD 21 256 GB. Ở dòng này màn 21 inch, nó là dòng máy HP. HP hàng bãi. Các bác có thể di chuyển này. Đấy, di chuyển lên xuống này. Đấy, di chuyển lên xuống theo chiều cao, chiều thấp của từng người, người lớn trẻ em rồi là người cao người thấp di chuyển theo này. Đấy. Con này được thiết kế này, cái thứ nhất bác nhìn này. Ở trong này gồm có cống 4, đây là 4 cổng. Ở ngoài bên mép kia là 2 cổng, là tổng có 6 cổng USB nhé. USB này cổng, các bác nhìn cái chân nó màu xanh này này. Đây là cổng USB truyền dữ liệu tốc độ cao nhé. Cổng mạng LAN. Và trên cùng này là một cổng HDMI đây. HDMI. Đấy. Vỏ thì được thiết kế màu bạc, chân màu bạc. Tất cả vỏ chân màu bạc. Ở bên sườn này. Bên sườn này là ổ đĩa. Lên sườn này ổ đĩa này. Màn này là 16 à, màn là 21.5 inch. Màn 21.5 inch. Ok chưa bác? Màn 21.5 inch. Có mắt camera đây. Đây. Thì em đi vào trong này chút để cho nó đỡ lóa thì các bác nó sẽ dễ nhìn hơn. Sẽ dễ nhìn hơn. Đấy, nó dịu dịu hơn thì nó dễ nhìn hơn cho các bác. Ok chưa? Tất cả cái nào như cái nào bác ạ, tất cả các cái này cái nào như cái nào. Đặc biệt là thích nhất là cái màn này. Bác nào cần cái giới thiệu về cái clip về cái màn này thì em đã có, vì cái dòng máy, cái lô máy tính này em bán cho các bác gần 2 tuần này rồi, báo cáo bác là không kịp hàng trả các bạn, gần 2 tuần này rồi thì đã có rất nhiều clip giới thiệu về cấu hình bên trong rồi màn rồi là hướng dẫn cách đấu lắp ghép rồi là có hết. Dòng này là 5.900.000 một bộ này bác nhé. Đây là một bộ máy rồi bác ạ. Có nhiều bác lại bảo, có nhiều bác không hiểu, bác lại hỏi cái màn này bao tiền. Đây là cả bộ máy tính bác ạ, chứ không phải là cái màn. Hàng ngày các bác nhìn thấy cái màn mới có một cái cây ở bên cạnh. Nhưng bây giờ tất cái cây ở bên cạnh này này, nó đưa hết vào bên trong cái này rồi. Nó tích hợp rồi, loa này. Tất cả loa đây này. Đấy. Các bác nhìn này. Đây. Đây hai cổng USB nữa. Hai cổng USB. Cổng cắm tai nghe. Cổng cắm tai nghe, cổng mic. Đấy. Và đây khe cắm thẻ nhớ. Thẻ nhớ này thì có cái còn cái vỏ này bác nhé, nhưng có cái thì không còn. Không nhiều nhiều bác đến lúc bác nhận được về bác lại bảo ơi khe đâu. Ví dụ như cái này này, cái nắp này này, thật ra cái nắp này vứt đi không dùng làm gì cả, mà sau này mình sẽ cắm cái khe thẻ nhớ vào đây, cái vỏ thẻ nhớ mình sẽ cắm vào đây. Nên nó nhiều bác lại bảo ơ sao tôi nhìn thấy cái còn này kia. Em nói luôn như vậy, cái mặc cái này á về các bác gậy vứt đi, nói luôn là vứt. Cái đấy nó chỉ là, cái đấy là chỉ là chưa, khi mình chưa dùng thẻ nhớ thôi, khi mình dùng thẻ nhớ mình vứt cái đấy đi. Đấy, ok cho bác. Camera này. Đấy, camera. Đấy. Con nào như con nào. Tất cả màn 21.5 inch. Đấy, em Tuấn báo rồi, mức giá thì em đã báo rồi bác nhé. Mức giá thì em đã báo rồi. Mức giá vẫn như cũ, không tăng. Như nào nhé. Mức giá thì em Tuấn đã báo rồi vẫn như cũ không tăng như nào. Đó là mức giá để cho bác là mức giá là 5.900.000 là mức thấp nhất có thể.
vì cấu hình nó rất là cao. Dòng này các bác có thể làm văn phòng này, cho các cháu học này, vẽ AutoCAD các thứ vẫn làm được thoải mái, bởi vì nó là chip có i5 RAM đến 8 GB cơ. Đấy. Và đặc biệt là dòng này nó không hại mắt. Không hại mắt bởi vì nhiều những tất cả những dòng máy bãi này nó ở nước ngoài ấy, họ làm cái giao diện, cái thiết kế đồ họa từ cái có nghĩa cái điểm ảnh, cái màn đến mắt mình nó rất là tốt, nó rất là dịu chứ nó không chóa, nó không lóa căng như cái một số mặt hàng khác, nhìn thì cứ nhìn vào cái là nịnh mắt, nhìn nghiêng cái là bị lóa mắt. Đấy. Thôi, bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Chào các bác.